Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay cùng quay lại với Phước Sửu GS Nhà Bè sẽ đưa mọi người đến một khu đô thị khá đẹp tại Nhà Bè và khám phá một căn nhà phố với diện tích ngang 7, dài 17 và được thiết kế một trệt ba lầu. Ở trên lầu trên là có sân thượng áp mái. Căn nhà phố này nằm tọa lạc trên một cung đường 12m, xe hơi tránh nhau thoải mái. Và đối với căn nhà phố này thì chủ đầu tư bàn giao là bên ngoài hoàn thiện và bên trong thô. Một căn nhà phố khá đẹp quý anh chị ạ. Và ở đây thì khi mà quý anh chị vào ở thì thừa hưởng những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại khu dân cư Saiga Nhà Bè. Với pháp lý là hợp đồng sang tên từ chủ đầu tư, mua bán nhanh gọn sang tên ngay và ra sổ hồng sở hữu vĩnh viễn. Thì quý anh chị cần thêm nhiều thông tin về căn nhà phố này và những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại khu dân cư Saiga Nhà Bè, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.